Chào mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Tân Quy Đông, một khu dân cư rất là đẹp. Tổng quy mô của khu dân cư này khoảng là 20 hecta. Và trong khu dân cư này thì hiện tại đang có rất là nhiều cái sản phẩm đang chào bán. Thì mọi người cùng với Phước Sửu đi tìm hiểu về khu dân cư này để đánh giá khu dân cư này có phải là một nơi gọi là đáng mua hay không. Và cái sản phẩm ngày hôm nay giới thiệu đến quý anh chị có phải là một sản phẩm cực kỳ hot và giá rẻ hay không nhé. Rồi, mọi người cùng đi tìm hiểu về cái sản phẩm căn nhà này nhé. Một bất động sản mà Phước Sửu giới thiệu đến quý anh chị đó là một căn nhà tọa lạc tại địa chỉ là đường số 53 khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Từ vị trí của căn nhà này, mình có thể di chuyển ra đường Nguyễn Huy Thọc tầm khoảng 80m, là một trong những căn nhà nằm trên một cung đường 53 giao nhau với đường Nguyễn Huy Thọc, nên căn nhà này có thể là kinh doanh mua bán rất là sầm uất theo cái dọc theo hai bên cung đường. Như mọi người đang nhìn thấy thì theo hai bên cung đường thì rất là nhiều nhà xây dựng rồi. Ở đây thì gần như là không có lô đất nào hết, bởi vì ở khu dân cư này hình thành khá lâu và được xây dựng rất là ổn định. Thì diện tích của căn nhà là ngang 6 dài 20, và căn nhà được thiết kế là một trệt, ba lầu và sân thượng. Như mọi người nhìn thấy, tầng trệt thì thiết kế rất là thoáng, có thể xe hơi đậu trong nhà. Tại căn nhà này thì thiết kế theo dạng văn phòng, nên quý anh chị có thể là vừa làm văn phòng và kết hợp để ở cho thuê. Căn nhà được thiết kế một trệt ba lầu và có đến 6 phòng ngủ, toilet riêng đầy đủ. Và căn nhà này có rất là nhiều nội thất cao cấp, đã thiết kế là năng lượng mặt trời, có bồn tắm massage nóng lạnh và hệ thống bếp, những cái nội thất được nhập từ châu Âu. Cái cung đường này thì rất là lớn, xe hơi di chuyển qua lại cực kỳ thoáng mát, vỉa hè thì rộng, và đặc biệt khu này thì trồng rất là nhiều cây xanh. Với căn nhà này thì pháp lý là đã có sổ hồng hoàn công đầy đủ, và hiện tại đang gia chủ đang cần tiền nên cần bán gấp. Quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu để nhận một mức giá cực kỳ hấp dẫn nhé. Và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người khám phá khu dân cư Tân Quy Đông để biết căn nhà này tọa lạc tại một khu dân cư đẹp như thế nào nha quý anh chị. Rồi, Phước Sửu cùng với cả nhà mình đi tìm hiểu khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 ha. Tại đây thì có hơn 500 hộ dân đang gọi là sinh sống và làm việc tại khu dân cư Tân Quy Đông. Khu dân cư Tân Quy Đông thì có mặt tiền là đường Nguyễn Hữu Thọ và còn ba mặt còn lại là giáp sông, nên nó là rất là thoáng mát. Và như mọi người nhìn thấy thì khu dân cư Tân Quy Đông này là có rất là nhiều cây xanh, và nhìn qua phía bên kia là Phú Mỹ Hưng, và dọc theo hai bờ sông là một trong những cái công viên rất là mát mẻ, cũng là cái lá phổi của quận 7. Khu dân cư Tân Quy Đông có khoảng 19 hecta, và trong đó bao gồm rất là nhiều nhà phố nè, shop house nè, và những căn biệt thự đơn lập, song lập nằm sát bờ sông. Vì ít nội khu và ngoại khu của khu dân cư Tân Quy Đông thì hiện tại ở đây có rất là nhiều trường học, có trường học Đinh Bộ Lĩnh nè, trường học Nguyễn Thị Thập, và rất là nhiều cái cửa hàng mua sắm bách hóa xanh và những cái siêu thị GS25 tại khu dân cư Tân Quy Đông luôn. Một vị trí của khu dân cư Tân Quy Đông này rất là thuận tiện. Từ cái vị trí này thì chỉ khoảng 50 đến 100 mét là tất cả các cư dân ở đây. Thì ra trục chính của đường Nguyễn Thị Thập là một cung đường mua bán rất là sầm uất tại quận 7, và kết nối đến đường Nguyễn Hữu Thọ đi cầu Kinh Tẻ qua quận 4 và quận 1 khoảng 1 cây số, và đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm quận 7 khu đô thị Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 2 cây số. Khu dân cư Tân Quy Đông quận 7 thì rất là gần nhiều bệnh viện, như là bệnh viện Pháp Việt nè, bệnh viện Kim Tâm Đức nè, bệnh viện quận 7 nè, và rất là gần Đại học Quốc tế Remit.
Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing và rất là nhiều trường đại học quốc tế cấp 1, 2, 3 cận kề Phú Mỹ Hưng. Một khu dân cư rất là đẹp và hệ thống an ninh gọi là 24/24, được tất cả những cái camera và những cái chốt bảo vệ 24/24, làm cho quý khách rất là yên tâm khi mà mình sở hữu và ở tại cái khu dân cư Tân Quy Đông.